Con cũng phải tính đến chuyện lập gia đình đi chứ. Nhà cửa ổn định cả rồi, với lại tuổi của con đang đẹp đấy. Nào, đã có cô nào chưa? Thích cô nào chưa? Có rồi bà ơi, có rồi bà ơi. Xinh lắm bà. Thật không? Thôi. Vào lo ảnh đi. Cấm ra ngoài nhá. Giấu mẹ chứ gì? Đâu có đâu mẹ. Mẹ, giữa việc thành công, thuận lợi trong công việc và có được tình yêu giản dị, mẹ muốn con có được điều gì ạ? Sao lại hỏi thế con? Mẹ chỉ muốn con được thoải mái. Con quyết định sao cũng được. Mẹ chấp nhận hết, miễn là con cảm thấy hạnh phúc là được nhá. Mẹ biết con giỏi giang, có điều kiện học hành hơn anh Lộc. Nhưng mà giả sử con có không giỏi giang đi chăng nữa thì bố mẹ cũng tự sống được cơ mà. Tại sao con cứ lại tạo áp lực cho mình là phải thành công, phải có trách nhiệm với bố mẹ? Mẹ biết chuyện lần trước khi nhà mình xảy ra chuyện, con khổ sở lắm vì nhà mình không có tiền. Chính vì vậy mà con quyết tâm phấn đấu, đúng không? Nhưng mà bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn ổn rồi, tại sao lại cứ phải gồng mình lên thế? Đã thích cô nào chưa thì cứ việc tấn tới, đừng có do dự nữa. Anh Quyết à? Ừ, sao rồi? Cơ hội nghìn năm có một ấy, đừng ngu mà bỏ lỡ. Anh cũng hiểu đại khái rồi. Chúng mày thử nghĩ xem, với người như Lao Quảng ấy, mình sơ múi được cái hợp đồng là may rồi, chứ làm sao động đến gấu váy con gái ông ấy được, đúng không? Em suy nghĩ rồi, đúng là ban giám đốc đã dành cho em một cơ hội rất lớn. Nhưng em xin lỗi. Mà ông hẹn đến tuần sau cơ mà. Cứ suy nghĩ cho chín đi đã. Nhưng đây là mối quan hệ cá nhân của em, em không thể nào mang ra để đánh đổi, cũng không muốn người ta mang ra để mặc cả với mình. Mày ngựa non háu đá thì dở rồi. Em xin lỗi anh ạ. Việc này là do em, các anh quyết như nào thì em cũng chịu. Em có cả đời để phấn đấu, nhưng có thể em sẽ không gặp được người con gái nào em thích như vậy một lần nữa. Nhờ anh truyền lời tới ông Quảng giúp em nhé. Em cảm ơn anh.